Thưa các bạn, hiện tượng bí ẩn kỳ lạ đâu đâu cũng có thể xảy ra. Ngay cả với những cơn mưa cũng xuất hiện những cơn mưa kỳ lạ. Có những cơn mưa động vật đã từng xảy ra ở một số ngôi làng trên thế giới trước sự ngỡ ngàng của người dân và cũng là điều bí ẩn với cả các nhà khoa học. Hôm nay, mời bạn đến với video Top 5 cơn mưa động vật kỳ lạ bí ẩn chưa chắc bạn sẽ tin. Số 5. Mưa cá. Ngày 5 tháng 4 năm 2014, một ngôi làng tại huyện Chilao, Sri Lanka ở Nam Á bất ngờ xảy ra một trận mưa cá. Cá lớn, cá nhỏ từ trên trời rơi xuống, khiến những người dân địa phương ở đây nhận được món quà bất ngờ này vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc. Nhiều người phải ngạc nhiên khi khắp đường phố nơi nào cũng toàn là cá. Một người dân tại ngôi làng ở thị trấn Chilao cho biết họ đã nghe thấy những âm thanh lớn rơi trên mái nhà của mình. Ban đầu, họ tưởng rằng đó là những cơn mưa đá, nhưng bất ngờ đó là một lượng lớn cá rơi từ trên trời xuống, giống như một cơn mưa. Những chú cá này thậm chí vẫn còn sống, chúng vùng vẫy trong sân nhà hay trong những bụi cỏ. Theo thống kê, có khoảng hơn 50kg cá đã trút xuống thị trấn này, số lượng cá này vẫn có thể làm thức ăn. Lời giải thích cho hiện tượng mưa động vật kỳ quặc này thực chất rất đơn giản. Một trận lốc xoáy hoặc vòi rồng đã hút toàn bộ số cá ở ao hồ mà chúng đã đi qua, đưa chúng lên trời và chúng đã đáp xuống một khu vực khác nhờ những cơn mưa cách đấy khá xa. Thông thường, các loài động vật nhỏ như cá con, ếch và các loài thủy sinh khác sẽ là nạn nhân của những trận lốc xoáy này. Số 4. Mưa nhện. Một trong những trận mưa kinh hoàng nhất đã xảy ra bất ngờ tại tỉnh Salta, Argentina vào tháng 6 năm 2007. Kristen Gaona cùng các bạn của mình đi du lịch ở Salta. Họ đi về phía dãy núi San Bernardo. 2 giờ sau đó, họ thấy rất nhiều nhện xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhện bò trên tóc, quần áo và dưới chân. Hóa ra đây là nhện từ trên trời rơi xuống. Trận mưa hy hữu này đã trở thành một nỗi ám ảnh với những người dân địa phương cho tới tận hôm nay. Số 3. Mưa ếch. Năm 2015, ngôi làng Otjaci của Serbia chứng kiến một trận mưa ếch kỳ lạ. Bầu trời tối sầm và nhiều người đã nói rằng họ đã chứng kiến tận mắt những con ếch, cá và tôm càng xanh từ trên trời rơi xuống. Miêu tả với tờ nhật báo Blitz của địa phương, những người dân nói rằng họ tưởng chừng như đến ngày tận thế khi hàng nghìn con ếch bỗng từ trên trời rơi xuống vùng đất của họ đang sống. Số 2. Mưa chim. Thật khó để diễn tả là đáng kinh ngạc hay đáng sợ khi chứng kiến cảnh tượng hàng ngàn chú chim rơi đầy trời. Cơn mưa kỳ lạ này ở Bắc nước Mỹ vào tháng 1 năm 2011 đã khiến nhiều người kinh hãi. Hầu hết những chú chim đều bất động khi được phát hiện. Chúng trông như đang ngủ say hoặc theo một số giả thiết là bị nhiễm độc. Số 1. Mưa rung. Một nhân viên sở cảnh sát thành phố Jenin, bang Louisiana, Mỹ bỗng rúng hết người khi chứng kiến trận mưa rung chưa từng thấy. Trên đường dày đặc rung đang bò lổm ngổm. Hiện nay, người ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân của trận mưa rung này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!